Ngày hôm nay tôi phải ra dấu xin thay người vì cảm thấy mình hơi mệt. Có lẽ đây không phải lần cuối tôi phải ra sân vì mệt ở những phút cuối như thế này. Dẫu vậy mọi chuyện vẫn ổn và tôi cũng vậy. Đây là những chia sẻ của tiền đạo sinh năm 1987 sau khi anh tỏa sáng bằng bàn thắng duy nhất, trực tiếp giúp Argentina thắng tối thiểu Ecuador tại lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2026. Sự mệt mỏi được thể hiện rõ trên gương mặt và thần thái của Messi trong bức ảnh trên khi Leo đang trả lời phỏng vấn sau trận. Nét mặt này và việc Messi phải xin rời sân vì không còn đủ thể lực là giọt nước tràn ly khi anh đã phải thi đấu quá nhiều trong thời gian qua. Kể từ khi gia nhập Inter Miami hồi cuối tháng 7, Messi đã đá 99 phần 11 trận trong màu áo đội bóng mới. Theo thống kê của The Athletic, trong tháng 8 vừa qua, cựu sao Barcelona đã có mặt trên sân hơn 600 phút. Đây là số phút trên sân nhiều nhất của siêu sao người Argentina nếu tính từ tháng 8 năm 2021, thời điểm chân sút người Argentina mới 34 tuổi và vẫn đang chơi bóng đỉnh cao tại PSG. Hay nói cách khác, chưa bao giờ Messi phải cày ải nhiều như thế trong 2 năm vừa qua. Sẽ là không thực sự hợp lý nếu dùng từ cỗ máy để nói về Messi. Bởi En Pauga không thuộc mẫu cầu thủ hùng hục như N'Golo Kanté, Antonio Valencia hay Marcelo Brozovic, người từng chạy 16,7 km trong trận Croatia thắng Nhật Bản ở vòng 16 đội World Cup 2022. Lối chơi của En Pauga khác hoàn toàn. Anh rất thanh thoát, huyền chuyển và khéo léo. Nhưng trong khoảng hơn một tháng trở lại đây, Messi đã cày nhiều hơn những gì một cỗ máy có thể làm được. Huấn luyện viên trưởng Miami Tata Martino cũng từng thừa nhận Messi đã cạn pin sau khi phải thi đấu liên tục, Leo cần được nghỉ ngơi vì cậu ấy đã cày ải quá nhiều. Đó là lý do ở trận gặp New York Red Bull vừa qua, tôi đã để Leo trên băng ghế dự bị và cho vào sân ở hiệp 2. Trở lại thời điểm sau trận Argentina 1-0 Ecuador, huấn luyện viên trưởng của đội đương kim vô địch World Cup Lionel Scaloni cho biết ông và các cộng sự sẽ phải tính toán lại về việc sử dụng Messi. Tôi thay Messi ra khỏi sân vì cậu ấy đã yêu cầu như vậy. Nếu cậu ấy vẫn cảm thấy ổn, tôi sẽ chẳng bao giờ làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình thể lực của Messi và đưa ra những quyết định phù hợp hơn. Việc Messi bị vắt sức vốn chẳng phải điều mới mẻ. Nó đã xuất hiện từ rất lâu, thậm chí là cả từ khi siêu sao sinh năm 1987 còn khoác áo Barca. Tuy nhiên, việc Messi chủ động xin ra nghỉ rồi kêu mệt và khẳng định mình sẽ còn nhiều lần không đá được đến hết trận cho thấy tình trạng hết pin mà anh đang gặp phải đã thực sự rơi vào trạng thái báo động đỏ. Từng có những thời điểm Messi phải thi đấu với cường độ khắc nghiệt, các huấn luyện viên từng đã hoặc đang dẫn dắt anh cũng từng phải cho siêu sao người Argentina thời gian nghỉ ngơi. Tuy vậy, trong suốt cả sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, từ năm 2003 của mình, Messi gần như chưa bao giờ mệt đến mức anh phải công khai nói điều đó khi trả lời phỏng vấn. En Pauga cũng chẳng muốn cố tỏ ra mạnh mẽ hay che giấu sự mệt mỏi của bản thân. Bởi ngoài việc tiết lộ lý do rời sân là vì không còn đủ sức, Messi còn nói rằng sẽ có thêm rất nhiều lần anh không thể đá trọn vẹn cả trận. Cựu thủ quân Barca chấp nhận mình đã không còn sung sức như ở thời kỳ đỉnh cao. Với những phát biểu ấy, Messi cũng đã gián tiếp thừa nhận mình đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Siêu sao mang áo số 10 vẫn còn nguyên tư duy thông minh và những ý tưởng chơi bóng sáng tạo, nhưng nền tảng thể lực của anh thì chỉ có giới hạn. Tất nhiên, Leo hoàn toàn không có lỗi khi thể lực của anh bị sụt giảm. Lỗi sai duy nhất của Messi trong trường hợp này là do anh chơi quá hay đến mức không ai thay thế được, khiến cả Martino lẫn Scaloni đều không muốn hoặc không thể cho cậu học trò mang áo số 10 ngồi dự bị để hồi sức. Kể từ khi gia nhập Miami, Messi đã ghi 11 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo chỉ trong 11 lần ra sân. Trong quãng thời gian này, đội bóng của David Beckham có 30 bàn. Như vậy, số 10 mới đã góp dấu giày trong 53,3%, tức hơn một nửa số bàn thắng của Miami. Đội chủ sân DRVPNK chỉ thắng đúng 1 phần 10 trận trước khi Messi tới Mỹ chơi bóng. Sau khi có sự phục vụ của Messi, phong độ của Miami được cải thiện rõ rệt với 11 trận bất bại liên tiếp và thành tích vô địch League Cup hôm 20 tháng 8. Nói cách khác, Messi chỉ cần chưa đến một tháng để đưa phong độ của đội bóng mới từ cõi chết trở về và mang về danh hiệu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Sẽ rất khó khăn với Messi nếu anh không được nghỉ ngơi. Nhưng nếu cho Leo nghỉ ngơi thì lại rất khó cho Martino. Đặc biệt là trong quãng thời gian tới, khi Miami đang ở trong cuộc chiến lành ít dữ nhiều để giành vé dự vòng playoff giải nhà nghề Mỹ, MLS. Theo thể thức thi đấu của MLS 2023, 29 đội dự giải sẽ được chia thành hai bảng, bảng đấu miền Đông và miền Tây. 7 đội đứng đầu mỗi bảng được vào thẳng vòng trong, được gọi là vòng 1. 2 đội có thành tích tốt nhất vòng 1 sẽ quyết đấu ở chung kết tổng để phân định ngôi vô địch. Vòng 1 sẽ có thêm một tấm vé vớt dành cho đội xếp ở vị trí thứ 8 hoặc thứ 9. 2 đội này sẽ thi đấu với nhau trong trận đấu được gọi là wild card để tranh tấm vé cuối cùng. Hiện tại, Miami của Messi đang xếp ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng miền Đông với 25 điểm. Thầy trò ông Martino kém đội xếp thứ 9 là DC United, đá nhiều hơn Miami 2 trận, 8 điểm.
Cơ hội lọt vào trận wildcard của Messi và các đồng đội không sáng bằng 4 đối thủ xếp trên là New York Army, New York City, Charlotte hay Chicago Fire. Khi câu lạc bộ của mình đang ở trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng ở giải vô địch quốc gia, mọi huấn luyện viên đều sẽ sử dụng cầu thủ tốt nhất mà ông ta có trong tay nếu có thể. Và vào lúc này, Messi chính là ngôi sao sáng nhất của Miami. Tình hình ở đội tuyển quốc gia cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Chính khoảnh khắc tỏa sáng quý giá ở chiến thắng sát nút trước Ecuador mới đây đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng tuyệt đối của người thủ quân mang áo số 10 đối với tuyển Argentina. Từ nay đến hết tháng 10 là quãng thời gian Albiceleste phải đá vòng loại World Cup 2026, chứ không chỉ là những trận giao hữu vô thưởng vô phạt như hồi tháng 3 và tháng 6. Vì vậy, Scaloni sẽ không thể yên tâm nếu không đưa Messi vào đội hình xuất phát. Việc Messi có phong độ quá cao vô tình khiến anh rơi vào thế khó và mang đến một bài toán vô cùng hóc búa cho cả Martino lẫn Scaloni. Hai huấn luyện viên này sẽ phải rất đau đầu để suy tính xem nên sử dụng Mbappé như thế nào cho hợp lý. Chưa biết câu trả lời của Martino và Scaloni là gì, Messi sẽ được nghỉ, nhưng chắc chắn thời gian nghỉ của anh nếu có cũng sẽ là rất ít. Bởi nếu tính từ ngày 30 tháng 8 tới ngày 21 tháng 10 năm 2023, Miami và đội tuyển Argentina sẽ có tới 15 trận đấu. Con số này có thể sẽ trở thành 24 trận nếu tính đến hết năm nay. Nếu phải nuốt hết 15 trận đấu trên trong chưa đến 2 tháng, Messi sẽ phải cày ải với tần suất lên tới 3.5 ngày, trận. Đây là con số quá khủng khiếp đối với một cầu thủ đã ở độ tuổi U40 như siêu sao sinh năm 1987. Bởi ngoài thời gian có mặt trên sân trong các trận, Messi còn bị mất sức vì thời gian di chuyển và tập luyện giữa các địa điểm thi đấu. Nếu cho Messi thoải mái thời gian để nghỉ ngơi, thành tích thi đấu của đội chủ sân DRVPNK sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi ấy, người phải đứng ra chịu trách nhiệm không phải là Leo, mà là Martino và Scaloni. Hai huấn luyện viên này cần thông cảm với Messi, nhưng bản thân Mbappé cũng phải thông cảm cho họ. Vì cả Miami lẫn đội tuyển Argentina đều đang phụ thuộc vào Leo. Chưa biết Martino và Scaloni sẽ giải quyết bài toán này như thế nào, nhưng Messi dù ít, dù nhiều vẫn cần được nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng và đảm bảo sự hiệu quả trong các màn trình diễn trên sân cỏ.